Sốt. Tách mày đồ mau áo quần đẹp chứ. Phấn này đẹp, phấn này tóc xanh đẹp, phấn này tóc càng nguyên màu. Không chơi bóng hay đó. Đúng rồi, có đi chuyển bóng đi đi. Đừng xuống ra ngoài. Một cái thêm đó. Là đó. Các cầu thủ đội cam đã dồn về hết sân nhà phòng thủ. Xuống vào chân tan si á là vào. À, lưu ý với đội xanh chú ý là cứ nhầm chân tan si mà xuống thì nguy cơ vào rất là cao. Chỉ có một hình. Cái loa bên đi để bên đi nói với mình nghe được này. Là bên đi mình nghe được cái đứng đầu góc là nó nghe chứ không? Nói đứng đấy là nó nghe chết mà bên kia thì nghe rồi. Một phát. Sẽ chạy, sẽ chạy. Một phát gấp cho đội xanh. Thôi cầm chạy luôn đi tay mình đây. Đây. Ngồi dưới quầy. Một cái phát lên cho đội gia cam. Ngồi chơi cũng rủ nữa. Giờ biết mình đang đỏ thua rồi đó. Thì có hai đứa nhiều quay. Đá không đá mà ngồi là biết. Nguyên nhân chỉ đạo nó là tiên đạo cấm. Rồi hay lắm. Chỉ quá. Mà cái cầu thủ đó bắn đi trong đây, người ta sẽ quá xuất sắc. Thế cái đội bên là chỉ có ba không được đâu nè. Ôi mẹ ơi. Cứ ngã là thẻ đỏ. Không ra chịu ngã là thôi. Hồi nãy em nói rồi, thằng con cóc ngã là bên đi thôi, không mà ngã thôi. Hay quá, đúng rồi. Trời ơi, sao mà thế. Rất tay mình. Còn đứa mà mình đi. Đi hoàng, 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 ăn luôn Được màu xanh đó. Bay bay bay. Đúng rồi, cố lên. Hay nữa, hay nữa. Ồ, quét cái lực lên. Lui cho cầu thủ đá. Chiến thuật là chiến thuật tìm tên sự tên gần rất là hiệu quả. Đúng rồi, chạy hay quá, quá hay bắn đi chạy lên luôn, chạy đẩy bánh dài không được. Cái lúc này các con đã thành về sân túi là thành về túi không làm được gì. Vâng, để chúng em rất là tốt tuổi. Không phải giận người đâu. Đúng rồi. Hai đứa bạn rồi. Ồ. Hai đạo này là hai quá em. Không.
rồi chị Hiền nói đó là anh dễ sợ cái đụng người mất không vô lưới rồi. Rồi các anh đúng rồi đúng rồi. Đôi mà mời nhạc cho thùng múa. Trời. Mà đang báo không bay vô đây, đụng camera cho con tay mình cũng đây. Không bay vô hả? Ờ, tao đâu. Sao mình ở trong nó bánh bài vô đây không á? Bây giờ đây này đó. Nhắm đi mà đá này. Nhắm đi mà đá này. Chị nhắm đi nè. Thôi chúng ta nhận thấy cho anh em dùng như cái dầm tên xì để cỏ đó. Phan mừng rất là đặc sắc. Hay quá, đừng lên. Chuyện trời. Người không không kiền. Người đi không đi không kiền trời. Bánh lột đó, bánh lột đó, bánh lột đó. Thiệt hay cái sầm này nó có hồi nãy đó, có sầm bật mà nó đi được mình hay quá. Đi, lên đá vi. Đang xì hai đứa vô con luôn. Dường như chân đã mở mà phải dùng tay. Gì mà thanh xì dở lắm rồi vậy trời. Nhìn đi cũng thấy mà. Nói gì dẫn đi luôn. Trời ơi. Mà ba kiếm tiêu mà. Kiếm cho bông ra thiếu. Và phải bóng lên cho đội con. Anh bóng bóng đi chị ơi. Mình ta đá camera của thằng tay mình đi từ đóng nhà đi là ra. Vô lý đi chứ. Thì số không mà. Ngày đó à. Chạm từ đóng rõ là. Oh man. Quá hay. Cảm sát. Tân sinh là một cầu thủ chơi cho đội sân cuối. Còn dây dài là tiền. Một pha chuyền kìa. Cứ bóng rồi. Có được cái này không? Lên luôn. Đi luôn chung đi. Đại gia đang bóng rồi cái chân. Đội ca đang dồn đi. Ngang của Nam Biên rất nguy hiểm. Dành cho đội cam. Cái nhanh chân xe thì bóng sẽ ra ngoài. Hài lắm.
lưng hắn lại đi luôn. Các cầu thủ đang làm bóng đệm trên sân. Quá phí. Còn một phút nữa là trận bóng sẽ hết hiệp một. À, không nói. Cậu lắc đầu về không sao. Bấm 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 bấm. Đó là đậu túi. Thái Nguyên. À, xe đi đã. Số 8 rồi xong rồi, số 5 rồi xong. Nhẹ nhàng thôi chị ơi. Có cái gì? Có cái gì? Có cái gì? Dành ông hai người, hai người tài là nhân còn chị Vy bên kia nữa. Hay quá, và chúng ta xem rồi. Vừa rồi tôi có hiểu không? Số vẫn là 1-0. Ok, Lai Minh, hôm nay sao tốt? Bấm lúc này là bao. Ủa anh chạm vào đây rồi.